Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Jeep, một dòng xe đạp mang thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Thì xe thì được sử dụng bộ chuyển động là Antut với 8 tầng níp, cặp bánh là 26 inch khung nhôm, nước sơn toàn bộ là nguyên bản, nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Thương hiệu Jeep rất là nổi tiếng của Mỹ, thương hiệu của ô tô của Mỹ. Khung nhôm sử dụng bộ đề sau là Shimano Atut với đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 tầng níp và gạt trước Shimano với 3 tầng đĩa. Và xe có 24 thuốc khác nhau. Xe thì sơn si còn rất là mới, các bạn nhìn trên hình. Chỉ có những cái vết sức nhỏ, sức dăm này do đã qua quá trình sử dụng. Là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì còn giữ được cái màu sơn rất là bóng bẩy. Có cái độ mới nó cũng tương đối là tốt. Thì cái mức giá đang bán chiếc xe này tại cửa hàng chỉ có là 4.800.000. Mức giá rất là rẻ cho các bác đang tìm kiếm một chiếc xe đạp để thể dục hàng ngày, rèn luyện sức khỏe. Đây là một lựa chọn rất là tốt, mang thương hiệu cũng khá là lớn. Và cái mức giá nó rất là rẻ. Các bác mua về để thể dục thể thao thì rất là đẹp. Phía trước ghi đông này thì được trang bị bộ tay bấm xả, tay bấm và phanh cơ và tay bấm của Shimano với đây 8 giờ bit tương ứng với là 8 tầng níp, bên này 3 tầng đĩa, bộ phanh đĩa cơ, sử dụng phanh đĩa cơ. Mảnh bánh nguyên bản theo xe các bác nhé, máy gơ dây tích, bánh 26 inch. Máy gơ sau đây, nguyên bản hết, xe nhập khẩu về nguyên bản nguyên chiếc hết. Và em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 44 cm, 45 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Cực kỳ mật mà, toàn bộ xe còn rất là mới, xích lít. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 4.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.